nghiệm sau. Khi lộn ngược một cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không? Các em hãy cùng quan sát kết quả nhé. Chúng ta sẽ giải thích kết quả của thí nghiệm trên trong bài học ngày hôm nay. Tiết 11, bài 9, áp suất khí quyển. Phần thứ nhất, chúng ta xét sự tồn tại của áp suất khí quyển. Như các em đã biết, trái đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày tới hàng ngàn km gọi là khí quyển. Vì không khí cũng có trọng lượng nên trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu áp suất của lớp khí quyển bao quanh trái đất. Áp suất này gọi là áp suất khí quyển. Sau đây là một vài ví dụ. Một nhỏ, thí nghiệm 1. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa. Các em hãy quan sát xem hiện tượng gì xảy ra đối với vỏ hộp. Ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía. Vậy, tại sao vỏ hộp lại bị bẹp theo nhiều phía? Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp lực của không khí trong vỏ hộp nhỏ hơn áp lực của không khí từ bên ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp lực bên ngoài làm cho vỏ hộp bị biến dạng. Hai nhỏ, thí nghiệm 2. Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước. Các em hãy quan sát xem nước có chảy ra ngoài không. Vậy, ta thấy nước không chảy ra ngoài. Tại sao nước lại không chảy ra ngoài? Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ phía dưới lên bằng trọng lượng của cột nước. Tiếp theo, ta bỏ tay bịt đầu trên của ống ra. Hãy quan sát xem nước có chảy ra ngoài không. Vậy, nước chảy ra ngoài. Tại sao nước lại chảy ra ngoài? Nước chảy ra khỏi ống vì không khí trong ống thông với khí quyển làm cho áp lực phía trên của khí quyển bằng với áp lực phía dưới cộng với trọng lượng của cột nước lớn hơn áp lực từ dưới lên của khí quyển. Vì vậy mà cột nước chảy ra ngoài. Ba nhỏ, thí nghiệm 3. Năm 1654, Gerich, thị trưởng thành phố Magdeburg của Đức đã làm thí nghiệm sau. Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng đường kính khoảng 30 cm, mép được mài nhẵn úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được. Sau đó, ông dùng máy bơm rút không khí bên trong quả cầu ra ngoài qua một van gắn ở một trong hai bán cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dùng tới hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo được hai bán cầu rời ra. Hãy giải thích tại sao. Vì khi hút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng không. Khi đó vỏ quả cầu chịu áp lực của khí quyển từ mọi phía nên hai bán cầu ép chặt với nhau.
Kết quả các thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì? Kết quả các thí nghiệm trên chứng tỏ trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương. Và chúng ta đã biết, càng lên cao không khí càng loãng, nên càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. Dựa vào mối quan hệ giữa độ cao và áp suất khí quyển, người ta chế tạo ra một loại dụng cụ đo áp suất khí quyển để suy ra chiều cao, gọi là cao kế. Cao kế được dùng khi leo núi, trong máy bay, trong quan sát lại thí nghiệm sau. Vì sao trong thí nghiệm trên nước không chảy ra ngoài? Trong thí nghiệm trên, nước không chảy ra ngoài vì áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giấy từ dưới lên cân bằng với áp suất của cột chất lỏng tác dụng từ trên xuống. Hãy tìm thêm ví dụ trong thực tế chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển. Trong thực tế, có rất nhiều hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển, ví dụ như nắp ấm trà, nắp các bình nước lọc thường có một lỗ nhỏ để nước dễ rót nước ra ngoài, hay các ống nhỏ giọt, hay bẻ một đầu thuốc tiêm, thuốc không chảy ra, bẻ hai đầu ống tiêm, thuốc chảy ra dễ dàng. Như chúng ta đã biết, để tính áp suất chất lỏng, ta dùng công thức P bằng D nhân H. Vậy tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức P bằng D nhân H? Không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức P bằng D nhân H vì không thể xác định được chiều cao H của khí quyển và trọng lượng riêng của không khí giảm dần theo độ cao. Người ta tính áp suất khí quyển bằng chiều cao của cục thủy ngân trong ống Torricelli. Các em có thể tham khảo thêm kiến thức này trong sách giáo khoa vật lý 8. Rất tốt, em hãy làm bài tiếp theo. Rất tốt, đây là hiện tượng rất quen thuộc đối với chúng ta. Bài học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ những nội dung sau. Thứ nhất, cần nắm được đặc điểm của áp suất khí quyển là khí quyển tác dụng áp suất theo mọi phương, càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. Thứ hai, cần lấy được ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển, ví dụ như lỗ nhỏ trên lắp bình trà, các ống nhỏ giọt, dùng ống nhỏ để hút nước từ cốc vào miệng, hay bẻ hai đầu để lấy thuốc ra khỏi ống tiêm.